7. Phẩm địa ngục. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là tánh trí nhất thiết, có thể thành tựu hoàn toàn trí nhất thiết trí ư? Khi ấy Phật dạy Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể chiếu sáng tất cả, nên phải kính lễ, không bị các pháp thế gian làm ô nhiễm, có thể trừ hết tối tăm, phát ra ánh sáng rực rỡ, thường đem lại sự lợi lạc an vui cao tột, làm cho những người mù được mắt sáng, làm ngọn đuốc sáng cho kẻ bộ hành trong đêm tối, đưa kẻ lạc đường quay về nẻo tránh, hiện rõ tánh các pháp, tức là Niết Bàn, chỉ rõ tất cả pháp không sanh không diệt, là mẹ các đại Bồ Tát, là chỗ nương tựa che chở cho những kẻ không chỗ nương tựa che chở, trừ tất cả khổ não của sanh tử, khai thị các pháp, lấy vô tánh làm tánh, có thể làm cho chư Phật chuyển xe pháp vô thượng đủ 3 lần với 12 hành tướng. Bạch Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các đại Bồ Tát nên trụ thế nào? Bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử: Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các đại Bồ Tát nên như Phật mà trụ, suy nghĩ kính thở Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như suy nghĩ kính thở Phật. Khi ấy Trời Đế Thích thầm nghĩ: Do nhân duyên gì hôm nay Xá Lợi Tử hỏi Phật việc này? Nghĩ rồi liền hỏi Xá Lợi Tử: Vì duyên cớ gì mà tôn giả hỏi việc ấy? Xá Lợi Tử bảo Trời Đế Thích: Trước đây Đức Phật Thế Tôn đã nói các chúng đại Bồ Tát được phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hộ trì, nên đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng tương ứng các việc phước nghiệp, mau chứng đắc trí nhất thiết trí, hơn hẳn các Bồ Tát tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã và các căn lành có sở đắc. Do nhân duyên ấy nên hỏi việc này. Này Kiều Thi Ca, như hàng trăm hàng ngàn kẻ mù lòa bẩm sinh, nếu không có người mắt sáng dùng phương tiện dẫn dắt, thì dù gần đi nữa cũng không đi đúng đường, cũng gì ở xa có thể đi đến đường thành lớn giàu có an vui. Cũng vậy, năm Ba La Mật Đa trước, như kẻ mù bẩm sinh không thể đạt tới chánh đạo của Bồ Tát, vốn là có thể chứng nhập thành Niết Bàn. Nếu không có Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là người sáng mắt dẫn đường. Này Kiều Thi Ca, năm Ba La Mật Đa, bố thí, vân vân phải dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, gọi là người có mắt, là nhờ sự hộ trì của Bát Nhã Ba La Mật Đa gọi là đến bờ kia. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa như phát khởi sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Này Xá Lợi Tử, như năm thủ uẩn không thể phát khởi, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng nên biết như vậy. Này Xá Lợi Tử, như năm thủ uẩn chẳng phát khởi nên gọi là phát khởi, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng lại như vậy, chẳng phát khởi nên gọi là phát khởi. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy vì thành tựu pháp gì? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát phát khởi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy thì hoàn toàn không có sự thành tựu đối với tất cả pháp. Vì không có sự thành tựu đối với tất cả pháp nên mới gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy Trời Đế Thích liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng lẽ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không thể thành trí nhất thiết trí sao? Phật bảo Trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng không thể thành trí nhất thiết trí. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì có sở đắc nên không thể thành được, vì có danh tưởng nên không thể thành được, vì có tạo tác nên không thể thành được. Trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thành trí nhất thiết trí? Phật bảo Trời Đế Thích: Đối với sự phát khởi trí nhất thiết trí, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có sự thành tựu nên gọi là thành. Trời Đế Thích lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ, bạch thiện thệ, thật hiếm có. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không vì sự sinh diệt tất cả pháp nên hiện ra ở thế gian, không vì sự thành hoại tất cả pháp mà hiện ở thế gian, nhưng cùng với thế gian làm lợi ích lớn lao. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát khởi lên tư tưởng như vậy, đối với tất cả pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hoặc sanh hoặc diệt, hoặc thành hoặc hoại, đại Bồ Tát này liền xa giải Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Phật dạy:
Này Thiện Hiện, đúng vậy, có nguyên nhân mà các đại Bồ Tát xa rời Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, nghĩa là khởi lên tư tưởng thế này: Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có sở hữu, chẳng phải chân thật, không bền chắc, chẳng tự tại. Đại Bồ Tát này tiền xa rời Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải hư, chẳng phải thật, chẳng phải bền chắc, chẳng phải không bền chắc, chẳng phải tự tại, chẳng phải không tự tại, đối với tất cả pháp không có sự phân biệt. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy để hiện rõ pháp nào? Phật dạy: Này Thiện Hiện, ta nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy hoàn toàn không có pháp để hiện rõ. Vì sao? Vì trong giáo pháp của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này chẳng hiện bày sắc, cũng chẳng hiện bày thọ tưởng hành thức, chẳng hiện bày quả dự lưu, cũng chẳng hiện bày nhất lai, bất hoàn, a la hán, độc giác bồ đề, cũng chẳng hiện bày tất cả hạnh của đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tức là Ba La Mật Đa rộng lớn. Phật hỏi Thiện Hiện: Do ý nào mà ông nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tức là Ba La Mật Đa rộng lớn như vậy? Thiện Hiện đáp: Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với sắc chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ, đối với sắc chẳng làm cho tập hợp, chẳng làm cho tan rã, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho tập hợp, chẳng làm cho tan rã, đối với sắc chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, đối với thọ tưởng hành thức cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. Như vậy cho đến đối với trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ, đối với sự chứng đắc trí nhất thiết trí của Phật cũng chẳng làm cho lớn, chẳng làm cho nhỏ. Đối với trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng làm cho tập hợp, chẳng làm cho tan rã, đối với sự chứng đắc trí nhất thiết trí của Phật cũng chẳng làm cho tập hợp, chẳng làm cho tan rã, đối với trừ Như Lai ứng chánh đẳng giác, chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức, đối với Phật đã được trí nhất thiết trí cũng chẳng làm cho có sức, chẳng làm cho không có sức. Vì sao? Vì năm uẩn cho đến trí nhất thiết trí chẳng phải lớn, chẳng phải nhỏ, chẳng phải tập hợp, chẳng phải tan rã, chẳng phải có sức, chẳng phải không có sức. Vì tự tánh tất cả pháp đều là không, nếu đại Bồ Tát khởi lên tư tưởng như vậy chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì các tư tưởng như vậy chẳng phải quả đẳng lưu của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có tư tưởng như vậy. Ta phải cứu thoát một số hữu tình vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn. Nếu có tư tưởng này thì gọi là có sở đắc lớn. Chẳng phải có sở đắc là có thể thành tựu được. Vì sao? Vì hữu tình không sanh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không sanh. Vì hữu tình không tự tánh nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không tự tánh. Vì hữu tình xa lìa nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng xa lìa. Vì hữu tình không thể nghĩ bàn nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không thể nghĩ bàn. Vì hữu tình không có pháp hoại nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không có pháp hoại. Vì hữu tình không giác trì nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng không giác trì. Vì hữu tình đúng như nghĩa không có sự chứng ngộ nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng đúng như nghĩa không có sự chứng ngộ. Vì năng lực của hữu tình chẳng thành tựu nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng chẳng thành tựu. Bạch Thế Tôn, con duyên theo ý này mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa rộng lớn. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thành tựu đại sự. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, đại Bồ Tát nào có thể tin hiểu sâu xa, không có sự ngăn ngại, không nghi ngờ, cũng chẳng nhầm lẫn? Đại Bồ Tát này qua đời từ chỗ nào mà sanh đến nơi này? Hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đã bao lâu? Đối với nghĩa sâu xa của pháp có thể tùy theo đó mà hiểu rõ. Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát này từ mười phương thế giới đã phụng sự chư Phật ở trong pháp hội qua đời sanh đến nơi này. Đại Bồ Tát này đã hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa trải qua vô lượng vô số đại kiếp. Đối với nghĩa sâu xa của pháp có thể theo đó hiểu rõ. Vì sao? Nếu đại Bồ Tát từ thế giới phương khác đã phụng sự Đức Phật
Ở trong pháp hội đó qua đời sanh đến nơi đây, thì Đại Bồ Tát này đã gần gũi nhiều chư Phật Thế Tôn, đã từng hỏi pháp nghĩa sâu xa trong đây. Đối với Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa, hoặc thấy hoặc nghe liền nghĩ: hôm nay ta được thấy Phật, được nghe những điều Phật nói, do nhân duyên này, nếu nghe thuyết giảng về Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa, dùng tai lắng nghe, cung kính lãnh thọ, chấm dứt sự nghi ngờ đối với pháp nghĩa sâu xa. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này đã từng cúng dường vô số chư Phật, đã nhiều kiếp hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên đời này mới có thể thành tựu việc này. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể lắng nghe, có thể quan sát được, có thể phát khởi, có thể nhớ nghĩ, có thể thị hiện, có thể hiện rõ nơi chốn thời gian khác nhau, có thể thuyết giảng và biểu hiện các tướng trạng và chỉ rõ ý nghĩa sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Phật dạy: không thể. Thiện hiện nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa chẳng phải uẩn xứ giới tự tánh sai khác có thể chỉ rõ được. Vì sao? Vì tất cả pháp rốt ráo xa lìa, chẳng phải pháp xa lìa có thể chỉ rõ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Thiện hiện nên biết lìa uẩn xứ giới cũng không thể giác ngộ được Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Vì sao? Vì ngay nơi uẩn xứ giới có thể hiểu được các pháp rốt ráo xa lìa, nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cùng với uẩn xứ giới không hài không khác. Thiện hiện nên biết tức là tất cả pháp rốt ráo không tánh xa lìa, vĩnh viễn vắng lặng, nên gọi là bất khả đắc. Vì bất khả đắc nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết lúc nào không còn tưởng, cũng không có lời nói để thiết lập về các tưởng, thì khi đó gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tích chứa công hạnh lâu như vậy mới có thể siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Phật dạy: này thiện hiện, ở đây nên phân biệt vì căn cơ của các Bồ Tát khác nhau. Thiện hiện nên biết có đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm đã gặp thiện hữu chân chánh, dùng phương tiện giúp đỡ nên có thể tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa ngay. Vì đại Bồ Tát này có phương tiện thiện xảo nên chẳng hề báng chánh pháp, không thấy các pháp có tăng có giảm, thường không xa lìa chánh hạnh của Bồ Tát, thường không xa lìa chư Phật Bồ Tát, thường gieo trồng căn lành để thân tâm thanh tịnh, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, tuy đã từng được gặp trăm ngàn đức Phật, ở chỗ các đức Phật tu hành phạm hạnh, nhưng vì dùng có sở đắc làm phương tiện nên không thể tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa.